Phú ông chào tất cả anh em nha. Chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và đến với kênh Phú ông tham khảo phần soi cầu ba miền Nam Trung Bắc ngày thứ hai ngày 27 tháng 3, giúp anh em chiều may mắn về và an toàn nha. Thì anh em xem kênh đừng quên cho Phú ông một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ, đó là động lực giúp kênh ngày càng lớn mạnh, ngày càng phát triển nha. Thì trước khi vào phần soi cầu ba miền Nam Trung Bắc ngày thứ hai ngày 27 tháng 3 tất cả anh em, thì Phú ông xin phép là dò lại kết quả dự đoán ngày hôm qua trên kênh cho tất cả anh em nha. Thì ngày hôm qua trên kênh mình bắt cho anh em là Tiền Giang là 0330, hôm nay Tiền Giang hàng không về 02, còn 03 không có, 30 thì về 33, 37, như vậy là cặp 0330 ngày hôm nay không đem lại chiến thắng. Tiếp theo là Kiên Giang mình bắt cho anh em là 2882, thì hôm nay hàng 2 Kiên Giang câm, hàng 8 câm gãy luôn, như vậy cũng không đem lại chiến thắng vì ba đài gãy luôn. Tiếp theo đài Đà Lạt mình bắt cho anh em là 3663, thì đài Đà Lạt hàng 3 về 32, 37, 39, còn 36 không có, 63 hàng 6 thì về 66 gãy. Con 63 này đi lộn sang đài Kiên Giang một nháy, bữa nay cuối tuần thật sự hơi đen anh em ơi. Tiếp theo là đài miền Trung, miền Trung mình bắt cho anh em là cặp 5665, thì ngày hôm nay hàng năm nó về 50, 51, 50, 53, 51 giờ 4, 56, 65 hàng 6 về 62, 65, 67, 67, gì chúng ta ăn được con 65 một nháy cho tất cả anh em. Tiếp theo là miền Bắc mình bật cho anh em cặp kép là 2277, thì ngày hôm nay hàng 2 nó về 22, 23, chúng ta cùng chiến thắng được con 22 một nháy tất cả anh em ở miền Bắc. Tiếp theo là con 77, hàng 7 về 70, 71, 73, 78, 78 không có 77, nhưng mà chúng ta chiến thắng con 22. Tổng kết kênh ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được con 65 miền Trung, con 22 miền Bắc. Còn anh em nào kết tất cả toàn bộ ở miền Nam thì ngày hôm nay thật sự gửi lời chia buồn cùng tất cả anh em, chưa đem lại chiến thắng tất cả anh em. Hôm giờ cũng bận quá nên lên video cũng cũng không kịp thời cho tất cả anh em cũng thông cảm cho mình cố gắng mình sẽ lên video điều và đầy đủ cho tất cả anh em để anh em vào tham khảo giúp anh em may mắn nha. Thì số có ngày này ngày khác, ngày hôm nay chúng ta chọn lựa chưa may mắn, ngày mai chúng ta sẽ chọn lựa lại những con số khác sẽ giúp chúng ta may mắn lại nha. Rồi chủ kênh hôm nay cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả anh em, thì số ngày hôm nay cuối tuần thật sự hơi cũng hơi đen, chúng chỉ có duy nhất miền Trung và miền Bắc, còn miền Nam hôm nay gãy toang nha anh em. Rồi không để anh em chờ đợi lâu, mình sẽ đi vào phần soi cầu ba miền Nam Trung Bắc ngày thứ hai ngày 27 tháng 3 tất cả anh em. Ngày hôm nay mình bận quá nên mình cũng không chia sẻ video Zalo tất cả anh em được, thì ngày mai mình sẽ chia sẻ những video trên Zalo. Ngày hôm nay nó mang lại chiến thắng, mình sẽ đi vào phần bắt số cho anh em tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai mình bắt cho anh em là cặp đường cầu 57 75, thành phố Hồ Chí Minh mình bắt cho anh em là đường cầu 57 75 anh em. Tiếp theo đài Đồng Tháp mình bắt cho anh em đường cầu là 3663, Đồng Tháp mình bắt cho anh em là đường cầu 3663 anh em. Thì anh em xem kênh dù chơi không chơi, dù trúng hay chặt, anh em cũng thương tình cho chủ kênh một lượt like. Anh em like cho chủ kênh có động lực để chọn đường cầu đẹp, những con số chia sẻ lên kênh chiều về rực rỡ tất cả anh em nha. Tiếp theo đài Cà Mau, Cà Mau mình bật cho anh em là ba đường cầu 3773, Cà Mau mình bật cho anh em đường cầu 3773. Tiếp theo là ba đài mình em là 8998, ba đài mình chọn cho anh em là đường cầu 8998 anh em, mong rằng nó sẽ may mắn cho tất cả anh em ở trên kênh miền Nam nha. Tiếp theo miền Trung mình chiến thắng thì mình tiếp tục bám sát vào đường cầu đó chia sẻ cho tất cả anh em, đó là 6886. Miền Trung mình chiến thắng ngày hôm nay thì mình tiếp tục bám sát đường cầu đó, cặp đó là 6886. Tiếp theo miền Bắc mình cũng chiến thắng thật cặp kép, ngày hôm nay có 22, ngày mai đường cầu đó tiếp tục báo là 2277. Đường cầu miền Bắc ngày hôm nay chiến thắng con 22 thì ngày mai tiếp tục báo là 2277. Rồi trên đây là những đường cầu phụ, những con số mình đưa ở đây chỉ mang tính chất là tham khảo chứ không quyết định chiều sẽ khó cho cả anh em nha. Còn anh em nào thích kết với con nào trùng cầu trùng máu thì hãy vào nhỏ nhẹ vài điểm, 1-2 điểm kiếm tiền bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, ly cà phê sáng nha anh em. Còn anh em cần chơi số chuẩn tỷ lệ chiến thắng cao hãy kết bạn solo 0379 493 823. Mình sẽ cung cấp cho anh em những con số chơi cho từng đài miền Nam, miền Trung, miền Bắc tỷ lệ chiến thắng là 98-99% tất cả anh em nha. Chúc chiều mai những đường cầu, những con số mình chia sẻ trên kênh sẽ về rực rỡ tất cả anh em. Chúc anh em chọn lựa được những con số giúp anh em chiều may mắn về bờ an toàn nha. Chúc tất cả anh em trên Zalo tiếp tục thắng lợi tiền về đầy bóp anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ 15 phút mỗi đêm.